xin không phải là chỉ mấy em bé tí mới thích quà, mà thực sự mỗi người chúng ta bất kể già trẻ lớn bé đều mong muốn những cái món quà. Mà cái người cho chúng ta cái món quà càng cao sang quý phái, chúng ta càng trân trọng. Thì mỗi một mùa Giáng sinh, Chúa nhắc nhở một điều thôi, thưa quý ông bà chị em, món quà Chúa ban cho từng người chúng ta không có gì cao quý tốt lành hơn là chính bản thể của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô. Và món quà được trao tặng không phải chỉ cách đây hơn 2000 năm, mà mỗi khi chúng ta đón nhận mình có Thánh Chúa, mỗi khi chúng ta lắng nghe lời Kinh Thánh, mỗi khi chúng ta hiện diện trong toàn thể cộng đoàn dân Chúa đây, chúng ta lại nhận cái món quà vô giá là con Đức Giêsu Kitô. Nếu chúng ta thực sự hiểu biết chân quý món quà đó, tôi bảo đảm quý ông bà anh chị em, càng ngày đời sống của chúng ta càng an bình, hạnh phúc, bất kể là óc còn hay không còn, răng rụng hay là chưa rụng, chân rụng hay là không còn, da mặt còn đẹp chưa cần đi cắt hay là da mặt vẫn còn, ta bắt đầu nhăn nhú, bởi vì tất cả những thứ bên ngoài đó trước sau gì chúng ta cũng phải trả tận. Chỉ có mang theo được cái món quà duy nhất đồng hành với chúng ta về bên kia thế giới là chính con một Chúa. Vì vậy con chúng tôi thay mặt cho quý cha ban đại diện cộng đoàn giáo sư Chúa Ban Ngôi, tôi thành thật kính chúc quý ông bà anh chị em biết đón nhận thật là chân quý món quà Đức Giêsu Kitô, để đời sống quý ông bà anh chị em càng ngày càng bình an hạnh phúc, không chỉ ngay bây giờ nhưng mà nhất là những lúc chúng ta sắp sửa giã từ thế gian về cái quê hương thật. Vì vậy chúng tôi xin chân thành cầu chúc quý ông bà anh chị em.